trên. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt tay vào thực hiện nhé. Đầu tiên ở trên cái phần giấy màu vàng này, mình sẽ cuộn cái phần giấy của mình lại để xác định cái kích thước cho cái ống đựng bút của mình. Với những cái đoạn giấy thừa thì mình sẽ đánh dấu lại và dùng kéo để cắt bớt các cái đoạn giấy thừa đi. Sau khi cắt xong thì mình có cái đoạn giấy như thế này. Bây giờ mình sẽ dùng súng bắn keo để gắn cái mép của tờ giấy vào với nhau nhé. Trên cái phần giấy này, mình dùng súng bắn keo gắn một đường keo ở trên phần mép của tờ giấy. Sau đó mình cuộn cái mép bên kia vào với cái phần giấy này. Vậy là từ một tờ giấy ban đầu thì mình đã tạo thành một cái ống giấy có màu vàng như thế này. Mình sẽ dùng cái ống giấy này để làm phần thân của chú Pikachu. Tiếp theo, để làm hai cái tai và cái đuôi cho chú Pikachu thì mình sẽ dùng cái giấy thủ công màu vàng. Trên cái phần giấy này mình gấp một cái nếp của tờ giấy lại và dùng bút chì vẽ tạo hình cái tai cho chú Pikachu. Sau khi vẽ được cái hình tai này, mình sẽ cắt cái hình của mình ra nha. Mình sẽ cắt cái hình tai của mình ra. Trước khi cắt hẳn cái hình tai ra thì các bạn sẽ lấy lại một cái đường gấp này để lát nữa mình có thể dễ dàng gắn cái tai của mình vào với cái ống giấy. Sau khi có hai cái hình tai này thì bây giờ mình sẽ dùng cái bút mực màu đen. Mình vẽ cái phần đốm đen ở trên cái hình tai này là cái đặc điểm nhận dạng của chú Pikachu. Mình vẽ hai cái phần đầu tai có màu đen. Sau đó mình gắn cố định cái tai vào với cái ống giấy này nhé. Để gắn được cái hình tai vào với cái ống giấy này thì bây giờ mình sẽ dùng súng bắn keo nha các bạn. Mình gắn keo ở cái mặt đằng sau của cái hình nếp gấp tai này. Sau đó mình đặt cái tai của mình vào với cái phần